Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về hạch toán giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước với nội dung là nộp tiền thuế bảo vệ môi trường. Số tiền thuế này chính là nộp cho số thuế mà chúng ta tính được ở quý 4 năm trước. Và ở trên số dư đầu kỳ, các bạn sẽ thấy được số dư có của tài khoản 33381 thuế bảo vệ môi trường. Và sang ngày 9 tháng 1, công ty chúng ta nộp tiền thuế bảo vệ môi trường này, làm giảm tiền thuế phải nộp. Đối với nghiệp vụ nộp tiền thuế bảo vệ môi trường thì chúng ta sẽ sử dụng tài khoản là tài khoản 1121 tiền gửi và tài khoản 33381 thuế bảo vệ môi trường. Lúc này chúng ta nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì tiền gửi giảm đi và tiền thuế bảo vệ môi trường cũng giảm đi. Tính chất của tài khoản đầu 1 tăng ghi bên nợ, giảm ghi bên có. Còn tài khoản đầu 3 thì tăng ghi bên có, giảm ghi bên nợ. Lúc này chúng ta sẽ được định khoản nợ cho tài khoản 33381 và có cho tài khoản 112. Và các bạn sẽ phải thao tác trên phần mềm Misa như sau. Chúng ta vào phân hệ ngân hàng, chọn chi tiền. Đối với các bút toán liên quan đến ngân hàng, thu hoặc chi thì các bạn chỉ cần vào thu tiền hoặc là chi tiền để hạch toán. Chúng ta không cần vào nộp thuế hoặc trả tiền nhà cung cấp, như vậy rất là phức tạp bởi vì chúng ta cần phải tham chiếu đến chứng từ trước đó. Ở đây tôi nộp thuế, do đó tôi chọn chi tiền. Tài khoản chi là ngân hàng quân đội, đối tượng là kho bạc nhà nước. Lý do tôi ghi là nộp thuế bảo vệ môi trường. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày 9 tháng 1 năm tài chính. Số phần hạch toán, chúng ta hạch toán nợ cho tài khoản 33381 và có 1121. Số tiền 21.045.113 đồng. Sau đó các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Lúc này chúng ta kiểm tra xem tài khoản 33381 cuối tháng 1 này đã hết số dư hay chưa. Thì các bạn sẽ vào phân hệ báo cáo, chúng ta mở bảng cân đối tài khoản, chọn kỳ là tháng 1. Chọn tài khoản bậc 3, tích hiển thị số dư hai bên. Các bạn phải nhớ chọn tài khoản bậc cao nhất. Lúc này chúng ta xem tài khoản 33381 dư có đầu kỳ và phát sinh nợ ở tháng 1 tính đến hết ngày 9 tháng 1 thì cuối kỳ sẽ không có số dư. Chúng ta tính đến hết ngày 9 tháng 1 thì tài khoản 33381 không có số dư là chúng ta làm đúng. Còn nếu như sai thì các bạn phải vào phần ngân hàng để chúng ta kiểm tra lại chứng từ hạch toán về thuế bảo vệ môi trường đó đã đúng hay chưa. Nếu như các bạn hạch toán sai tài khoản nợ thì phần mềm sẽ cập nhật cho chúng ta số liệu sai. Nên các bạn phải chọn đúng tài khoản hạch toán. Nếu sai chúng ta nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Sửa xong thì các bạn nhấn cất. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán giấy nộp tiền thuế bảo vệ môi trường. Và lưu ý khi mà chúng ta thực hiện nộp thuế bảo vệ môi trường trên trang thuế điện tử thì chúng ta phải chọn đúng mã nội dung kinh tế.